toàn cảnh màn rượt đuổi giữa tàu chiến Ukraine và Nga trên Biển Đen. Căng thẳng Nga và Ukraine bất ngờ leo thang trở lại khi ba tàu chiến Ukraine bị phía biên phòng Nga nổ súng bắt giữ khi các tàu này cố vượt qua eo biển Kerch, vốn do Moscow kiểm soát từ sau năm 2014. Theo thông tin được phía Ukraine công bố, ba chiếc tàu của họ, trong đó có hai tàu pháo và một tàu cứu kéo, đang trên đường di chuyển tới cảng Mariupol ở biển Azov, bất ngờ bị biên phòng Nga bắt giữ. Trong khi đó, phía Moscow lại khẳng định các tàu hải quân Ukraine đã xâm phạm trái phép lãnh hải Nga. Trước đó, Nga đã tuyên bố chủ quyền với vùng biển ngoài khơi đảo Crimea sau khi nhập bán đảo này vào lãnh thổ Nga từ năm 2014. Tuy nhiên, Ukraine chưa bao giờ công nhận điều này và vẫn coi Crimea là một phần lãnh thổ không thể tách rời của Ukraine. Nga cáo buộc Ukraine đã xâm phạm chủ quyền lãnh hải của quốc gia này một cách có chủ ý và phớt lờ mọi lời cảnh báo của Nga. Việc Ukraine phớt lờ mọi tín hiệu từ tàu Nga buộc các tàu này phải nổ súng để ngăn chặn tàu chiến Ukraine. Đội hình hỗn chiến giữa các tàu chiến Ukraine và tàu tuần tra Nga hôm 25 tháng 1 có thể thấy trong ảnh có 4 tàu Nga và trong đó có một tàu cỡ lớn và 3 tàu chiến Ukraine với 2 tàu pháo và một tàu cứu kéo. Trả lời cho câu hỏi tại sao hải quân Ukraine lại đưa tàu kéo tới khu vực này, nhiều chuyên gia nhận định rằng Ukraine chỉ tính tới việc Nga chỉ sẽ cho các tàu ngăn cản tàu Ukraine. Việc sử dụng tàu kéo công suất lớn có nghĩa là Ukraine sẽ có thể có cơ hội thắng cao hơn nhiều so với Nga trong các pha đâm nhau trên biển. Hai tàu hải quân Ukraine tham gia vụ việc này là các tàu Gyuzha-M. Đây là lớp tàu pháo được Ukraine đóng theo đề án 58155 và là lớp tàu chiến có số lượng nhiều nhất trong hải quân Ukraine ở thời điểm này. Hai tàu mang số hiệu B-175 và B-176 tham gia hỗ trợ tàu cứu kéo của Ukraine tiến vào vùng biển Azov của Nga hiện đều đang bị bắt giữ. Đây là các tàu có trọng tải nhỏ, chỉ dạng nước 57 tấn, tuy nhiên tốc độ của chúng cũng không quá cao, vào khoảng 25 hải lý một giờ. Về phía Nga, lực lượng đánh chặn bao gồm 3 tàu tuần tra tốc độ cao của tuần duyên Nga và đáng chú ý nhất là một tàu tuần tra lớp Rubin của biên phòng Nga. Tàu tuần tra lớp Rubin này có độ dạng nước tối đa lên tới 700 tấn, tàu có chiều dài 62,5 m, mấn nước là 2,2 m và tốc độ tối đa 25 hải lý một giờ, nghĩa là tương đương với các tàu tuần tra của Ukraine nhưng có tải trọng lớn gấp 10 lần. Mặc dù vậy, những hình ảnh ghi lại sau vụ việc cho thấy tàu biên phòng mang tên là Izumrud có số hiệu 354 của Nga cũng đã rách toát bên mạn phải sau cuộc đối đầu với tàu Ukraine. Tuy nhiên, phía Nga khẳng định họ không có thương vong nào. Hiện tại, Nga đã huy động các lực lượng vũ trang tới quần thảo khu vực cửa ngõ ra vào biển Azov. Tàu bè tới thời điểm này vẫn không được qua lại và đang nằm tắt ở hai bên đầu eo biển hẹp gần đầu Crimea. Eo biển Kerch là nơi được Nga xây dựng cây cầu đường bộ dài nhất châu Âu để nối Crimea với biển đất liền. Tổng chiều dài của cầu là 19,3 km, nhịp giữa để tàu bè qua lại có độ rộng 227 m, cao 35 m. Tuy nhiên, hiện tại Nga đã huy động các tàu hàng khổng lồ ra chặn ngang nhịp cầu dài nhất này, không có bất cứ tàu bè nào kể cả tàu Nga ra vào biển Azov. Nếu như các bạn thấy những bản tin quân sự hay và hấp dẫn, thì hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách ấn đăng ký theo dõi. Việc đăng ký trên hoàn toàn miễn phí. Video này, hãy like và chia sẻ cho bạn bè của mình. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment ở bên dưới. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ. Xin chào và hẹn gặp lại.